Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hunter, nghệ sĩ violon rất là hot, cho nên là mình cũng phải làm thêm những clip khác để cho các bạn cùng xem, cùng biết thêm. Tại vì thứ năm này là nhân vật này được bán bằng manh mối rồi, và các bạn có thể mua để trải nghiệm. Ông này có cảm giác đi khá là chậm, nhưng mà không biết là nhanh hay không. Tại thấy trên Twitter có một cái video clip thì thấy ông này có tốc độ di chuyển bằng Joseph. Joseph cũng nhanh chứ bộ, chắc là do cao lều nghều cho nên là mình có cái cảm giác nó hơi chậm chậm một chút thôi. Wow, sừng Ngưu Ma Vương đó, hơi ốm tí thôi. Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký thì đẩy đà. Còn đây là cái gì nhỉ? Ốm Ma Vương. Hôm nay mình mang bộ trợ cắm mắt. À, thanh niên vào game muộn. Được, được, được. Kéo dây đàn này. Úi xồi, một máu. Khi mà các bạn tạo dây đàn vừa cùng lúc Hunter ở Survival đi ngang qua thì mới tạo được một sát thương nha mọi người ơi. Nhiều lần mình cứ tưởng là tạo dây đó Survival cứ đi ngang qua là mất máu, nhưng mà không. Úi xồi ôi, hai lần dây đàn trúng cả hai luôn, quá đẹp. Đỉnh quá. Cái map này rất là rộng, mà khi mà chúng ta gặp nữ chủ tế thì mình thấy cũng khá là khó để mà có thể thắng nhanh trận đấu này. Nữ chủ tế thoát ẩn, đó, chưa gì thấy cái vòng này kìa. Mình sẽ chơi cắm mắt nha, kiểm soát map cho tốt. Thực ra thì nhân vật này chơi đồng hồ cũng rất là tuyệt vời. Ôi, tạo vòng không được rồi. Ui, tê đồ sốc, đẹp quá. Cái dây hơi dơ một chút thôi, nhưng mà được cái tê đồ sốc cũng đỡ. Để mình phá cái vòng ý đã. Không là chúng nó sẽ chạy qua đây hết. Sợ lắm. Ui, cực tài. Đứa nào manh động vậy? Đứa nào? Cú tiên tri, cú tiên tri. Từ từ bạn gì ơi, để mình cho nữ chủ tế lên ghế đã. Khi mà được full cái thành kỹ năng rồi, các bạn sẽ tạo ra hai điểm dây đàn. Đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bật cái skill tạo ra những cái dây khác. Các bạn đứng bên nào thì nó sẽ bắn ngược về phía bên kia. Lưu ý cái vấn đề đó nha. Từ từ đừng có đánh, không bị lau kiếm. Rồi, cơ hội tới rồi. Đánh nữ chủ tế luôn. Rất là mạnh, thật sự rất là mạnh luôn. Và các bạn chơi cái map này mà gặp nữ chủ tế thì phải giết chủ tế trước, không là khổ lắm luôn á. Cắm mắt thôi. Hay da, thiệt là đau lòng quá đi mà. Vừa mới vào trận đấu, còn 4 máy mà team nó tan nát như thế này rồi. Mình cũng chơi rất là nhiều trận và cũng bị Survival hành rất là nhiều. Họ có kỹ năng, họ né được rất là hay. Và mình cũng rất là nể luôn. Tạo dây đàn này. Đó, trúng thấy chưa? Trúng rồi. Đánh ra những nốt nhạc để làm chậm. Trị thương chậm, giải máy chậm. Úi dồi ôi, đau quá. Này thì hỗn này. Đâu rồi. Nhà thanh niên. Cái thùng này nó khuất, nó che là mình không có thấy tầm nhìn đâu hết trơn. Rồi, Hương Sư cứu được tiên tri rồi. Thanh niên cơ hội lắm. Này thì kéo một nhạc ra đây. Dính. Ôi, hụt rồi. À, đầu tư nguyên con chim luôn. Các bạn sử dụng skill nốt nhạc á, khi mà đánh ra thì không bị vướng địa hình. Bật nhạc tiếp. Ôi, không dính luôn kìa. Hay quá nhở. Đó, skill đánh hộp nhạc này nè, các bạn sẽ không bị vướng địa hình. Rất là hay luôn. Cho nên là cứ tha hồ thoải mái mà đánh thôi. À, thanh niên đã trị thương cho nhau xong xuôi hết rồi.
phá cái ván này luôn. Mình rất là mong chờ ngày thứ 5 bán và chúng ta sẽ được gặp rất là nhiều nghệ sĩ violon. Rất là đáng sợ luôn. Cái trò gì vậy? Cái trò gì vậy? Trời ơi. Skill những cái nốt nhạc này hồi cũng rất là nhanh, cho nên là các bạn có thể xài thoải mái luôn. Này bắt đầu tạo ra những sóng nhạc này. Bắn nhạc. Ôi không được rồi. Nhanh nhanh nhanh, không có lên tàu nó chạy mất. Ôi chưa kịp đổi được cái tốc biến luôn á. Ow, nó chạy mất rồi. Trời ơi. Muốn gớt nước mắt luôn vậy đó mọi người. À, nổ máy ngay đây luôn. Để giết bác sĩ trước. Em phải là của anh. Chạy đi. Chạy đi đâu? À đã trị thương xong rồi à? Luống cuống quá giờ không biết phải làm sao luôn. Này ăn vả này. Mình chưa bị có bị đụng chạm với Hunter mới này, cho nên là không biết là cái nốt nhạc này dính vào sẽ bị đi chậm như thế nào luôn á. Chứ mình cảm thấy là Spivo đi chậm rất là nhiều. Ông này người mảnh khảnh này, gầy gò cho nên là rất là dễ nhìn dấu chân. Nó không có cao lều nghều to con giống như là con thằn lằn Lisa. Lại cứu nhau rồi. Lại cứu nhau rồi. Ôi hộp nhạc mình đạch hơi lệch. Hương sư cũng ở đây luôn. Hương sư vẫn còn đang mất một nửa máu. Giết bác sĩ trước đã. Bác sĩ để sống là tự trị thương mệt lắm luôn á. Bật nhạc lên. Trúng rồi, tuyệt vời. Tạm biệt bác sĩ nha. Bye bye. Để mình đặt một cái con mắt ở đây, nếu có ai trị thương thì mình thấy. Đốm sáng kia là ai đây không biết luôn á. Này, giật dây đàn này. Ôi, cái dây đàn không tới. Trời ơi, một chút nữa thôi là nó sẽ tới rồi. À, thật là đau lòng quá đi mà. Rồi, nốt nhạc hồi rất là nhanh. Mình tạo dài dài ra một chút. Đó, gảy phím đàn lên. Dính luôn, không kịp chạy luôn. Ôi, mình sẽ đi tìm tiên tri. Cái tai, có cái tai, có cái tai. Đâu rồi? Ô mất tai rồi. Vừa mới lảng vảng ở đây xong. Khổ thật đấy. Nhân vật này nó cũng không có cơ động, cho nên là việc tìm survival thì nó cũng khá là khó khăn. Cho nên khi mà các bạn muốn giết bốn á, thì mình thấy cái bổ trợ cắm mắt là tuyệt vời nhất rồi. Và mình sẽ cố gắng tìm được tiên tri. Xem máy nào rung nhỉ. Tai xung quanh đây này. Chắc chắn lợn vợn đây, đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình thấy bạn rồi nha. Mãi bên nhau bạn nha. Gảy đàn lên. Dính rồi. Dính rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm Hương Sư. Đó, chạy lên cái tàu kìa, các bạn thấy không? Giờ sao? Mình lên nó chạy chắc luôn á. Cơ hội lắm luôn. Trời ơi, một chút nữa thôi. Khổ. Cố gắng phải giết được hai bạn này. Tiên tri thì mình cũng không lo, bởi vì bạn này không có thể lục hòm được. Khác với lại Hương Sư. Hương Sư nếu mà may mắn lục được cái kim tiêm á, thì bạn có thể tự trị thương cho bạn ấy. Cục thịt thơm bơ, ăn cả người lẫn cả cú luôn.
biết phải làm sao đây, khi mà trận đấu này khá là khó để có thể chiến thắng được. Máy thì còn 3 cái. Ôi, tướng nhảy cửa sổ rất là sang nhá, rất là nhanh luôn. Một cái dây này. Dính không? Dính luôn. Trời ơi, quá đẹp. Giờ con mồi cuối cùng của mình vẫn là Hương Sư thôi. Thanh niên này chắc là đi kiếm hầm rồi. Cái hầm không có ở hang bên này. Chẳng qua là giết 4 cho nó đẹp, chứ thực ra thì giết tiên tri xong rồi cho bạn nhảy hầm cũng khá là vui, nhưng mà kiểu cảm thấy tiếc tiếc ấy. Khả năng mình giết được 4 thì cứ thoải mái giết 4 cho vui. Đâu rồi, đâu rồi? Hương Sư ơi, bạn đang ở đâu thế? Không có ở đây, chắc chắn cái hầm cũng không có ở đây luôn. Nếu mà cái hầm nó ở đây thì Hương Sư nó cũng sẽ lảng vảng ở đây rồi. À, khu vực này, khu vực này. Cái hầm biết ngay mà, khu vực này. Khu vực này. Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? À, mình thấy rồi nha. À, thấy rồi nha. Bò bò nha. Thấy rồi nha. Tự nhiên lò lò cái đầu ra. Rồi bây giờ mình sẽ gảy đàn. Tưng 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 tưng. Trúng luôn. Hay quá. Rồi đầu hàng luôn rồi. Hải không chịu được. Tự nhiên đang núp ngon lành, ngó cái đầu lên. Giống y như mấy trò chơi năm 10 ngày xưa. Và mình sẽ kết thúc video clip đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu lần sau. Là thứ năm này mở bán thì mình sẽ chơi lại cho bạn cùng xem. Tạm biệt.